Ngày 21, thành lập dòng 30 hiệp sĩ của Đức Mẹ. Nếu người công chính bỏ đàng công chính mà làm điều gian ác, các việc công chính của nó sẽ không còn được nhớ đến nữa. Thiên Chúa đòi phải có tình yêu và lòng trung tín trong mọi sự, không có kiểu trung tín lưng chừng, yêu mến nửa vời, vâng lời thỉnh thoảng. Chúng ta không thể lúc này theo Chúa, lúc khác lại thôi. Không có những vị thánh bán thời gian như vậy. Không có con đường nên thánh nào lại thiếu lòng trung tín. Bảy nhân vật uy tín thành Florence liên kết với nhau để trở thành những tôi tớ Đức Mẹ đã học được bài học ấy. Để trung tín với Thiên Chúa, để tận hiến bản thân phụng sự người, các ngài đã từ bỏ thân nhân, công việc, gia đình, nghề nghiệp và sự nghiệp. Để tránh những khách khứa làm gián đoạn những giờ cầu nguyện và sám hối của mình, các ngài đã chạy trốn lên núi. Lạy Chúa, xin giúp con trung thành với luật Chúa trong mọi sự và đừng để con chán ngại thi hành thánh ý Thiên Chúa. Một kinh nguyện thánh mẫu. Thánh thi Ave Regina Caelorum. Norman Perry, OFM.